Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng giới thiệu tiếp cho anh em một chiếc súp bát kép của JVC. Công suất của nó được gần 200W anh em nhé. Chính xác là 185W. Anh em vui lòng đeo tai nghe để em test cho anh em một đoạn nhạc để em nghe thử nhé. Chứ anh em nghe qua điện thoại anh em không cảm nhận âm trầm của nó đâu. Tại vì cái dải trầm của nó sâu, nó chỉ tạo ra tiếng huỳnh 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 là chủ yếu thôi anh em nhé. Em test cho anh em, sẽ test lẫn một ít nhạc để anh em nghe cho dễ cảm nhận anh em nhé. Nếu mà anh em có bộ dàn âm thanh nào mà ở nhà ấy thì anh em mở dàn âm thanh lên thì mình sẽ cảm nhận cái dàn trầm tốt hơn anh em nhé. Chứ loa tivi, loa điện thoại nó không phát ra được âm trầm tốt được đâu. Đánh rất sướng anh em nhé, không có bị rè ổ gì hết nhé, đánh tiếng rất là ấm, bass sâu, nghe tiếng rất là tròn, nghe rất là sướng anh em nhé. Một con trầm rất là đẹp luôn, độ đẹp leng keng đánh khoảng 97% luôn anh em nhé. Hàng bãi thì nó không thể nào mới 100% được, như kiểu vừa sản xuất được, nhưng mà nó còn rất là ngon luôn anh em nhé. Độ đẹp còn rất là đẹp, nhìn tổng quan qua thì rất là đẹp, đẹp gần như mới luôn anh em nhé. Súp kép bát của nó từ kép hết anh em nhé, bát cân của nó gần mút dày, đánh âm trầm rất là ấm sướng. Đo kích thước cho anh em này, đây chiều ngang của nó là 46 anh em nhé, ngang 46 này, chiều sâu của nó là 70 à đâu 28 anh em nhé, chiều cao của nó là 23 cm, nó thiết kế hai bát 18, bát này ăn đánh rất là phê luôn. Súp kép con này mà anh em để gầm ghế ô tô thì chơi cho xe từ 7 cho đến 16 chỗ là thoải mái anh em nhé. Đánh phê luôn. Trầm rất là ấm sâu. Đây. Đây là phía sau của nó anh em nhé. Nhìn quả thùng mê ly luôn. Khỏe khoắn đẹp leng keng. Đấy, em còn đổ thêm cho anh em một lớp keo con voi ở đây cho nó cứng nữa nhé. Đấy, cứng đơ luôn. Để anh em về anh em sử dụng nó thoải mái. Chứ cái cảm giác mà mình bê vào cái loa mà sờ sau nó bở bở bột bột là rất là khó chịu anh em ạ. Đấy, này em đục luôn cứng cho anh em, rất là đẹp ngon, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đây, thông số của nó đây anh em nhé. Đấy, Victor JVC. Đây, 185W subwoofer. Trở kháng của nó là 4 ohm anh em nhé. Đánh cho ô tô rất phù hợp luôn. Đấy, Victor Company of Japan Limited. Rất là ngon. Con này thì giá em để cho anh em rất là yêu thương, chỉ 1.300.000 thôi, không nhiều, chỉ 1.300.000. Anh em mua thêm một cái mạch công suất tầm 600W của thằng mấy cái mạch còn ngon đấy, mạch đánh ô tô tầm 600W thì nó vào khoảng 400 đến 600.000. Mạch ngon đấy nhá, về anh em phối vào nó đánh thì thôi rồi luôn, tính ra là chi phí đầu tư vào khoảng 2 triệu. Nói chung là bất chấp tất cả các cái dòng súp mà tầm 5-7 triệu của ô tô, khẳng định với anh em là như thế. Đánh sâu, đánh rung xe luôn, những cái dòng này. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. 8574. Em có nhận ship hàng toàn quốc của bóng súp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.